kịch là cái để mà thể hiện các mặt của con người trong đời sống, hoặc là các thể loại nhân vật, thể loại người trong đời sống. Thế là em có thể thể hiện được cái, tức là những cái mặt, ví dụ như là em buồn, em có thể khóc, vui, cười, to, xả láng, tất cả mọi thứ, cảm xúc con người được bộc lộ một cách rõ ràng nhất. Thì đấy là điều em học được, không cần gì phải che giấu cảm xúc mình cả. Je dégage ma responsabilité.